Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn rất là ngon mà lại đơn giản dễ làm nữa. Thì đó là chuối xanh chiên giòn ngào đường ha. Thì chuối này là mình chiên xong á, cái miếng nó rất là giòn luôn, ăn nó giòn gụm luôn á. Và nó có vị gừng nè, rồi mè nữa, là ăn rất là thơm và rất là ngon. Và sau đây thì mình mời cả mọi người cùng vào bếp với mình ha. Rồi thì ở đây em có chuẩn bị đây là một nải chuối xanh nè. Chuối này là chuối sim đen nha. Cái nải chuối này nó rất là to luôn. Hồi nãy em cân là 1,7 kg lận á. Một nải như thế này là 17-18 trái lận á cả nhà. Rồi thì cái bên đây thì em có 150g đường. Thì mọi người thích ăn ngọt hay là ít ngọt gì đó thì mình tùy theo mình giảm mình bớt ha. Và một trái chanh, 50g gừng và 50g mè. Mè thì một lát nữa mình rang lên sẵn ha cả nhà. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước như thế này để mình gọt chuối mình bỏ vô. Mình nặn như đây một trái chanh nè. Mình cho chanh nhiều thì cái trái chuối mình nó sẽ không có bị đen ha. Tiếp theo thì em cho vô đây là nửa muỗng ăn canh muối nè. Rồi chuối thì mình sẽ cắt ra thì mình gọt lột vỏ nha. Mình lột cho nó sạch cái phần vỏ nè. Cái này mình có bao tay thì mình đeo bao tay vô nó không có bị dính tay ha. Chuối mình sẽ lựa cái trái chuối nó không non ha, mà nó cũng vừa già, đừng có già quá, nó cũng đừng có gần chín thì nó sẽ không ngon đâu. Cái chuối này nó già nè, mình lột rất là dễ luôn. Chuối non quá thì nó cũng không ngon nha cả nhà. Nó thì mình lột như thế này nè, mình lột cho hết cái phần vỏ xanh luôn ha. Cái món này thì làm cũng rất là nhanh luôn và nó cũng không có mất thời gian gì nhiều đâu. Nhà mình có chuối nhiều á, cái mình làm cái món này để buồn buồn á, mình nhai nó cũng đỡ buồn ha cả nhà. Rồi thì cứ như vậy thì mình sẽ lột hết cái phần chuối này ha. Rồi thì cái phần chuối này của mình đã lọc xong rồi nè. Thì mình ngâm cái chanh với lại muối á, cái trái chuối mình nó trắng lắm nhưng mà nó không có bị đen ha. Thì cái bên em có chuẩn bị một cái dao bào nè. Cái dao bào này á, nó thiệt với cả nhà ha. Em á thì em thuận cái tay trái. Kiếm cái dao bào này ở đâu cũng không có hết trơn á, sao bữa hổm á hỏi ngay cái ông kia hên quá có cái dao bào tay trái nè. Chứ hồi đó giờ là kiếm tay trái nó rất là khó luôn á. Thì mà cái dao bào nè mình bào mỏng mỏng như gì nè. Mình bào thì cái miếng nó sẽ đều hơn là mình sắt ha. Nếu mà mỏng quá thì nó cũng không ngon á. Rồi chuối thì em cũng đã bào xong rồi, thì bây giờ mình sẽ rửa lại sạch lại với lại nhiều nước nha. Mình rửa 2-3 nước gì á cho nó sạch. Rồi sau đó mình sẽ vớt ra cái gỗ mình đem mình đi phơi nắng xíu ha. Mình đi phơi nắng thì cho nó ráo nước, còn nếu mà mình không phơi nắng thì mình để một hồi gì nào nó ráo đó, thì mình đem đi chiên ha cả nhà. Nó thì em vớt ra cái gỗ như thế này nè, mình để cho nó ráo. Rồi chuối em vớt ra cái gỗ rồi nè, bây giờ em đem ra nắng em phơi một xíu ha. Rồi chuối em phơi nãy giờ nó cũng ráo rồi nè, mình đừng có để cho nó khô queo luôn nha cả nhà. Rồi bây giờ em đem vô em chiên nè.
Thì mình cho dầu vô cái chảo cho nhiều một xíu ha, cho mình dễ chiên á. Rồi thì mình thử dầu nè, dầu nó lên tim như gì là nó nóng rồi nè. Thì bây giờ em sẽ cho chuối vô. Khi mà mình cho chuối vô, mình đừng có xơ, lấy đũa xơ mạnh quá nó sẽ bị gãy ha. Thì mình trải trải cho nó ra gì nè, thì một lát nó giòn thì nó sẽ tự bung ra thôi. Thì mình chiên trong cái mức lửa gì vừa thôi, mình đừng có lửa lớn quá. Đó thì mình trải trải ra gì thôi nè, chứ mình đừng có quậy quá nó sẽ bị gãy nha cả nhà. Rồi chuối của mình nó hơi vàng xíu rồi nè. Thì bây giờ mình trở được rồi nè cả nhà. Nó cứng rồi nè, nó không có còn mềm nữa. Thì mình trộn lên cho nó vàng đều á. Cái miếng chuối mình bào nó ít có bị gãy á, nó nhìn nó ngon lắm luôn á. Rồi chuối nó hơi vàng gì là được rồi nè. Thì để giữ được cái độ giòn của chuối lâu hơn á, thì em sẽ chiên hai lần nha. Thì nó hơi vàng gì thôi em vớt ra, thì lát nữa em chiên thêm lần hai nữa nha cả nhà. Rồi thì cứ tiếp tục như vậy, thì mình chiên khi nào đến hết chuối thì thôi ha. Rồi cái chuối của em đã chiên xong hết rồi nè. Nhìn cái miếng chuối ngon quá chừng luôn á. Thì bây giờ em sẽ chiên thêm quận 2 nha. Cho cái chuối của mình nó được giòn để mình giữ cho nó lâu hơn á. Rồi thì cái quận 2 này thì mình cho chuối vô, thì mình sẽ đảo chuối trong vòng 1 phút thôi là mình lấy ra được rồi nha cả nhà. Lúc này là mình nghe cái tiếng là sột sột luôn, là mình biết cái chuối mình nó giòn lắm luôn rồi đó. Rồi cái chuối của mình nó vàng gì nè. Bây giờ mình sẽ vớt ra nha cả nhà. Cái miếng chuối nó vàng ngon quá chừng luôn á. Rồi thì chuối này thì em cũng đã chiên cái quận 2 xong hết rồi. Thì bây giờ á, tiếp theo em sẽ đi làm cái phần đường ha. Cái miếng chuối ngon quá chừng luôn á. Thì bây giờ em cho hết cái phần đường hồi nãy vào chảo luôn. Rồi em sẽ cho vô đây là 150ml nước ha. Rồi thì mình sẽ nấu cho cái phần đường này nó tan ra hết luôn. Rồi cái phần đường mình nó tan ra hết rồi, nó sôi bọt tâm lên gì là được rồi nè. Thì bây giờ em sẽ cho cái gừng này vô. Gừng thì em giã nhuyễn ra thì em cho nguyên xác vô luôn ha. Còn cả nhà mình á, thích để thì mình để, còn không thì mình vắt ra mình bỏ xác rồi mình lấy cái nước cốt thôi cũng được ha. Rồi lúc này thì mình sẽ nấu cho cái đường của mình nó sôi lên tí nữa ha. Cho nó xanh sạch lại lên tốt chút nữa là được rồi đó. Rồi mè hồi nãy mình cũng đã rang xong rồi, thì bây giờ mình sẽ cho vô luôn ha. Cái phần nước đường này nó có gừng vô thơm lắm luôn á. Rồi cái phần nước đường của mình như vậy là được rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ cho hết cái phần chuối của mình vô luôn ha. Mình cho chuối vô rồi mình sẽ đảo trộn đều lên cho đường nó thấm vô cái miếng chuối của mình nè. Mình đảo hơi nhanh tay một xíu ha. Khi nào đường của mình nó thấm vô cái miếng chuối hết đó, thì mình sẽ nhấc bếp xuống nè. Nhìn cái miếng chuối ngon quá chừng luôn nè cả nhà.
Cái món này thì làm nó cũng rất là dễ luôn ha. Thơm quá chừng thơm luôn rồi nè. Rồi cái phần đường của mình nó thấm vô chuối rồi, bây giờ mình sẽ nhắc xuống bếp nha cả nhà. Thì mình nhắc xuống bếp rồi mình cũng đảo, mình trộn lên xíu nữa cho nó cái đường nó khô lại ha. Nè cái miếng chuối nè cả nhà thấy ngon chưa nè, nó vàng ôm luôn, ngon quá chừng luôn á. Ở ngoài thì có phủ một lớp đường rất là ngon luôn ha. Thì bây giờ em sẽ đổ cái chuối này ra nè. Rồi thì cái phần chuối ngào đường này của mình cũng đã xong rồi nè. Rất là đơn giản và nhanh gọn lẹ luôn ha. Thì cả nhà mình, nhà mình có chuối thì mình sẽ thử đi ha. Thì bây giờ em sẽ thử cho cả nhà xem cái độ giòn của chuối ha. Này nhìn cái miếng chuối nè, ngon quá chừng luôn á. Ở bên ngoài nó có phủ một lớp đường nè, rồi thơm của gừng, rồi mè nữa, rất là thơm luôn. Và có vị gừng cay cay nữa. Nhà giòn gụm luôn á ngã chà, ngon lắm luôn á. Thì bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Em cảm ơn cả nhà đã xem video. Và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye.